Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video trận đấu ngày hôm nay của chúng tôi. Đây là một trận đấu được coi là hấp dẫn nhất hành tinh trong buổi chiều ngày hôm nay. Một buổi chiều mà hơi nồm nồm, hơi âm ẩm, hơi nhớp nháp một chút. Một buổi chiều mà nếu như chúng ta viết bằng những nốt nhạc, đối với những người mà biết về nhạc lý thì sẽ là những nốt hơi buồn buồn một tẻo. Vâng, fan Chester đã có một tình huống uống nước ngay trước tứ đại mỹ nhân của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chắc chắn rồi trận đấu này chúng tôi sẽ quay full cho quý vị và các bạn để thưởng thức từng chi tiết một để quý vị bắt các bạn biết thế nào là những bàn thắng vừa trắng lại vừa tròn. Vâng, fan Manchester tức xuất hiện trong khung hình làm chúng tôi thêm niềm vui. Rõ ràng là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những cầu thủ chính. Ngày hôm nay thì đội hình đó là một bạn rất xinh, một bạn cực kỳ xinh, một bạn siêu xinh và một bạn very xinh. Vâng, như vậy là bộ tứ cầu thủ này sẽ xuất hiện ngày hôm nay và làm nhiệm vụ từ tấn công đến phòng ngự. Vâng, một cái vén tóc thôi có thể đủ làm ta sao xuyến. Vâng, như vậy là đã có một cầu thủ rút điện thoại ra. Một cầu thủ đã quảnh ngọn phía sau. Như vậy đã có tình huống selfie rồi. Mỗi lần em lấy máy selfie... À nhầm. Mỗi lần em lấy selfie, tự nhiên anh thấy đầu... ẩm à, ừ, ừ. Xin lỗi. Mỗi lần em ấy selfie, tự nhiên lại thấy bờ mi hơi buồn. <laughs> em ơi, việc chó thì phải buồn. Đúng không ạ? Cuộc đời mình cứ phải tươi vui, lạc quan như kiểu fan man đi nói tất ấy nha không có gì phải buồn cả rồi ok ngày hôm nay sự hiện diện của quý vị khán giả ở đây trong trận đấu này ôi vâng nhìn các em từ đằng trước ra đằng sau chúng ta mới thấy rằng là ngày hôm nay chúng ta có nhau tuyệt vời rồi đúng không ạ ngày hôm nay sự hiện diện của bốn cầu thủ này đã giúp cho các cameramen thêm phần yêu đời và giúp cho rất nhiều những nhiếp ảnh gia ngày hôm nay thêm phần cảm xúc đấy đôi khi ra sân bóng cứ chụp đi chụp lại quay đi quay lại không sân bảy thì là mỗi ông bảy ông tranh nhau mỗi quả bóng nhiều khi nó bị nhàm chán tự nhiên xuất hiện những gương mặt như thế này và gọi là những cầu thủ thứ gọi là thứ tám như thế này làm chúng tôi cảm thấy rất vui dù đang làm ở sân bảy đấy đấy nó phải thế chứ không người ta bảo rồi mà đâu phải mùa xuân hoa mới nở mà hoa nở cả bốn mùa xuân hạ thu đông hôm nay với chúng tôi là như vậy đấy anh yêu em anh yêu em vào bốn ngày ngày xuân, ngày hạ, ngày thu, ngày đông. À, anh yêu em nếu như là fan mu vào hai ngày ngày trong hang và ngày ra khỏi hang đấy đúng không? ui giây tí nữa thì đi vứt mẹ cái máy ảnh đi nhưng mà lại thôi có các em tự nhiên anh cảm thấy rằng là mình ấy, cầm máy ảnh máy quay nó cứ phải gọi là tương tưởng là vui đúng không? Đấy, chứ hôm nay xác định ra rồi cầm cái máy quay vứt mẹ à đi, vứt mẹ máy quay đi À, suốt ngày về về bạn bè mới cả uh, họ hàng cứ bảo suốt ngày đi quay toàn đá bóng Với đá bóng vứt mẹ mày đi đang định thế thì gặp các em lại không vứt nữa. sai mày bằng thưa quý vị và các bạn chúng ta phải nói rằng là nếu như tất cả đã sẵn sàng chúng tôi xin tạm ứng một tràng pháo like 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 ui rồi ôi nhìn màu tóc đoán tính cách ngoài cùng bên trái khá là nhẹ nhàng tinh tế nhưng mà thỉnh thoảng cũng đánh đá thứ hai vâng cầu thủ này có mái tóc hơi bị xoăn một chút hơi vuốt vuốt đang vuốt vuốt đấy đây này khá là cá tính à, khá là cá tính tiếp theo buộc tóc lại còn đeo kính lên đấy thể hiện một con người là gì một con người có sự mạnh mẽ đấy có bạn cuối cùng giống bạn thứ hai nhưng à, à, giống bạn thứ hai nên là bạn này tôi cũng đánh giá là một mẫu cầu thủ mà cầm bóng khá nhiều đấy cầm lương là đúng ngày lắm À, anh em cảnh giác nhá rồi chúng ta sẽ cùng đến với trận đấu ngày hôm nay thưa quý vị và bạn vâng chào mừng toàn thể quý bạn đã đến với sân bóng trong khuôn khổ của liên đoàn bóng đá việt nam để theo dõi những trận đấu thuộc khuôn khổ giải hạng nhì việt football 2024 vâng trên màn ảnh của quý vị bạn đó là cầu thủ đến từ fc linh anh của vĩnh phúc vâng chúng ta vẫn thường theo dõi các cô gái ở trên uh, youtube đó là gãy tv vâng những hot girl của gãy tv nhưng ngày hôm nay thì họ chưa gãy một tí nào cả Người thì đang lướt phay, người thì làm miếng sô-cô-la Dù Valentine trắng hay đen cũng đều đã qua Nhưng bây giờ em vẫn ăn sô-cô-la chứng tỏ rằng em rất dễ là một người ngọt ngào Vâng, như vậy là chúng ta có thể thấy rằng anh cơ động này Đấy, bạn này làm nhiệm vụ an ninh này này Đấy, một đồng chí an ninh này Là một người phải nói rằng rất là bình tĩnh À, Phan MU đấy, chọn vị trí thế chứ lị Đùa Phan MU chọn vị trí thế cái nào không như này Rồi, ơi, quá là nét và như vậy các cô gái của chúng ta đã mang lên vị trí của mình đó là những uh, chai nước, những chai nước đã xuất hiện và bây giờ thì có vẻ như các cô đang các cô gái của chúng ta đang hơi khao khát, vâng rất khao khát rồi. tình huống uống nước phải nói rằng rất xinh đẹp, tình huống uống nước rất trắng. vâng những chàng vỗ tay, vâng trời rồi ơi, tôi không biết là fan MU này ở đâu ra nhưng mà anh ấy uống nước còn nhiều hơn các cô gái kia nhá. có các cô gái kia là uống cái chai nước bé bé thôi anh này uống chai lít rưỡi dưới <laughs> lít rưỡi đấy, anh này mới là gọi là gọi là khát này ông này ngồi đây với khát này đấy thỉnh thoảng ngoái lên này đốt sống cổ kiểu gì phải đi kiểm tra thường xuyên là ngoái lên đấy và chúng ta quay trở lại với những diễn biến trên sân vâng có thể lấy là ngày hôm nay sân rất trắng sân rất trắng và rất đáng yêu chưa bao giờ chúng tôi ra sân bóng mà cảm giác phải đáng yêu thế này thì chứ lý rồi ôi ra sân bóng mọi thứ cảm giác cứ một hai ba bốn anh có anh rơi nhịp nào không rồi mình thì không biết về nhạc lý nhiều đâu nhưng mà xin phép là la 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 sáng tác gọi là hát qua bài xong anh em nào mà biết thì đệm cho mình cái beat nhá bao giờ mới đồ ơi em yêu ơi anh dài bóng đá chỉ yêu thật lòng bao giờ mới đồ bốn em yêu ơi anh dài dài bóng đá chỉ yêu thật lòng bao giờ mới đổ bốn em ngoan sinh anh rải bóng đá chỉ yêu thật lòng giời ơi chứ thật như cái cố lòng ở quê anh ý rồi bạn phan mu bắt đầu lấy điện thoại ra rồi vâng sự chăm chú đến từ các cô gái đặc biệt là cô gái được kính đen tôi nghĩ rằng cô đang lim dim ngủ tranh thủ trong lúc mà chưa có đội bóng nào quá hấp dẫn thì cô liên tục đảo 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 mặt và tranh thủ ngủ tí thôi ngủ cũng được không sao đúng không tóm lại các em ở đây đã là vui rồi đã là một niềm vui rất lớn rồi đã là một niềm vui rất lớn rồi đấy một trận đấu mà tôi nói thật luôn là camera ngày hôm nay là chỉ cần quay chị khán đài tôi sẵn sàng bo cho camera ngày hôm nay là một bữa riêu cua sườn sụn bắp bò không cần phải thêm giá thêm giò làm chi Đấy, nhất là mấy em nhìn cái giày hãy nhìn đi. ôi, ơi, úi chỉ rồi, chỉ rồi. ôi xem bóng đá mà các em chỉ trỏ như này là anh biết ngay chuyên môn của các em nó như nào. Nó là quá khác biệt luôn, quá tuyệt vời luôn. Đấy, nhất dương chỉ. ấy à, xài ơi. Bắt đầu bắt đầu bắt đầu à, rồi. Ờ chúng tôi bắt đầu trời, bắt đầu trận đấu sôi nổi này. Khi mà các em đã chỉ như thế, chứng tỏ trận đấu hấp dẫn, không cần phải xem diễn biến. Nói thẳng với anh em luôn là không cần phải xem diễn biến một khi đã chỉ mà một khi đã bình luận như này nhá các em là những bình luận viên như này nhá thì tôi khẳng định luôn đây là trận đấu quá hấp dẫn quá hấp dẫn rồi cô gái đeo kính đen tỉnh ngủ luôn Đấy, tỉnh ngủ luôn bắt đầu bắt đầu bàn thảo bàn thảo bàn thảo bàn thảo sai nó phải là như thế nhưng tình yêu bóng đá nó luôn là như vậy đấy người ta bảo rồi đúng không đố ai định nghĩa được tình yêu có gì đâu một buổi chiều đúng không thấy em trồm trộm trên sân bóng đấy nhìn em giống ấy thế là yêu đơn giản vậy thôi nhưng rồi lại có thêm cái cái khung cảnh này nó có thêm fan man in này tức làm tôi nó nên này, nó có một cái sự đáng yêu mà nó lại hài hước chứ gì. rồi ôi quá nhiều cái tiếng cười nó xuất hiện luôn nhi, 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 nhi. <laughs> What's the skill của anh đâu rồi? What's the skill của anh đâu rồi? rồi, bốn hoa the skill của anh đâu đâu rồi? gọi và các em không thưa chứng tỏ điều gì rất tập trung vào trận bóng anh em nào không? rất tập trung vào trận bóng ấy thỉnh thoảng lại tùm tìm cười rồi ôi nhìn em anh cứ đừ con người ra <laughs> úi ôi rồi ôi ôi từng khoảnh khắc từng đường bóng tôi đã cảm giác được đây chắc chắn nói luôn đây là trận đấu nó không khác gì chung kết champions league vỗ tay đấy cái sự tán thưởng của các em nó cho thấy cái độ hấp dẫn nó là cửa cuốn luôn cười tươi thế chứ lại bây giờ chúng ta sẽ cùng bình chọn nha theo mọi người là mã số nào đáng yêu nhất tính từ trái sang phải với mã số 1, 2, 3, 4. Nào, xin mời mọi người comment, bình chọn cho ngoan sinh yêu đáng yêu nhất. Nào, ừ, đúng rồi, đúng là gì? Người sinh làm gì cũng sinh, đúng không? Đấy, đôi môi thì trùm chím đa tình, dễ thương, đúng rồi. Rồi. À, các em không phải người thường mà các em hầu như là kiểu ở, gọi là hình như là ở trên đường toàn đội thiên thần hay sao, đây, sao đây, đúng không đấy rồi 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 bắt đầu là có những màn trao đổi tiếp theo vâng đã có những màn trao đổi tiếp theo những tiếng cười những nụ cười bắt đầu xuất hiện nhiều hơn nó cho thấy là gì nó cho thấy rằng bóng đá là như thế bóng đá là sự gắn kết và bóng đá nó phải đi cùng với bóng hồng chắc chắn là như vậy đúng không bóng đá phải có bóng hồng đấy như kiểu là là vợ này phải có chồng ấy nó mới đủ đôi sai ai đã ai ai u như suy vâng một tình huống xử lý theo phong cách là huynh đệ ơi huynh đệ à sai ôi oh, các em cũng muốn luống xuống làm trọng tài luôn bắt đầu giờ rồi và huấn luyện viên rồi huấn luyện viên rồi đấy chỉ trong vòng ít phút các em đã chuyển chuyển nhớ, một quả chuyển hóa rất nhanh từ những gọi là cô nàng ở gãy TV chuyển một phát sang gọi là hội đồng cho ban huấn luyện của linh anh fc ừm giời úi giời ơi dỡ chưa đấy bắt đầu chỉ bắt đầu đi bóng này đi bóng phải như này anh ấy đi bóng phải như này đấy anh lắc quả bóng lên phía trước đấy, đại điện hậu sinh tử không đấy. đấy sau lại lắc quả bóng lên phía sau đỡ quả bóng ui giời cảm xúc chỉ có thể tốt hơn tôi bảo rồi mà đi đấy bây giờ nha tôi thấy mời anh em thấy ông đúng sân bóng ngày hôm nay trắng sáng rất rõ ràng rành mạch đáng yêu thế tôi có cái gì đâu mà thứ này cứ tôi xem bóng cả ngày cũng được này xin phép anh em nhé tôi xin phép sắp tới là giải hạng nhì của phía buôn này à, giải hạng nhì sân bảy này ra xem từ sáng đến đêm luôn sáng chưa đá ra xem từ sáng luôn Đấy, xem đến tận đêm cho đến tận đêm luôn này tôi xin phép tất cả tắt hết đèn đi ở đây đã có bốn bốn bóng đèn gọi là sáng rực rỡ rồi sáng ngoan sinh yêu rồi đó nét các càng càng rồi Đấy, Xin phép luôn, tất cả tắt đèn nữa thôi cái. Ở đây đã cũng đủ ánh sáng rồi. Đủ ánh sáng rồi. Bây giờ cầm súng cứ rồi ơi, bang 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 đấy đấy là súng bắn tim đấy. Đấy, đấy chưa? Một lần nữa này. Nếu như tất cả sẵn sàng, chúng tôi xin phép tạm ứng một tràng pháo lai. Like. like mạnh luôn. Úi giời, em cứ bang 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 cái này làm bắn thăng vào tim của các anh thì 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 đỡ chi nháo được chứ nhỉ vâng quý vị và các bạn vừa theo dõi một trong những trận đấu hấp dẫn nhất trong buổi chiều ngày hôm nay của chúng tôi một trận đấu mà rõ ràng chúng ta không cần phải nhìn diễn biến của trận đấu mà chúng ta vẫn cảm nhận được sự hấp dẫn và lôi cuốn cách chơi của cao thủ linh anh rõ ràng là một lối chơi thực sự mang đến cho chúng ta quá nhiều cảm xúc tuyệt vời tuyệt vời với bốn hào thủ đang đi trước mắt thì chúng tôi hẹn gặp quý vị và các bạn ở những trận đấu tiếp theo nhưng chắc chắn rồi Đừng quên dành một tràng phó like và subscribe kênh YouTube Tuyển báo ẩm thực thể thao để chúng ta sẽ gặp nhau ở những trận đấu hay ho, hấp dẫn và tuyệt vời hơn nữa.